máy King Tech nhé. Bo này là bo của máy King Tech. V này. Đây là hai nút này lên xuống chương trình. Chương trình số 1 là tốc độ nhé, 4000 lưu. Nhấn vào chương trình 46 này. 46 là chạy ngược, chạy xuôi. Nhấn vào S. Đấy, nhấn nó ra chữ C này này. Nhấn nút này này. Nó ra chữ C này là chạy chạy ngược này. Nhấn lưu này. Ok. Nhấn 46 rồi tắt cái chữ C này đi. Rồi nhấn này. Thế là giờ nó chạy xuôi đấy. Ok. Ok, máy này là máy hoa sinh nhá. Bo hoa sinh nhá. Đây, và chương trình số 1 là tốc độ này. Đấy, tốc độ này cao 8000 kinh vậy. Rồi, tốc độ số 1 là tốc độ. Và chương trình số 46 là chương trình chạy ngược. Đây, lên xuống là 46 đây. Là chương trình chạy ngược, nhấn tiếp C này. À đâu, nhấn S này, xong là nhấn C là, nhấn C này nó... Đấy, nó hiện cái chữ C này ra là chạy ngược này. Ok. Rồi vào lại này. 46 này. S. Đây, nhấn nút C đây là tắt mở chương trình chạy ngược đấy. Đấy, nó hiện cái chữ C này lên là chạy ngược. Đây, đến này là hết này, là chạy xuôi này. Ok. Rồi vào tốc độ trong này. Từ từ. Vào tốc độ trong là tắt máy đi nhá. Xong là nhấn P và giữ máy lên. À từ từ. Nhấn P đồng thời bật máy lên. Vừa nhấn phím P và bật công tắc nguồn lên. Vào chương trình 122 là chương trình tốc độ, cài tốc độ trong. Đây, chương trình 122 này, HL là tốc độ trong này. Đấy, tốc độ trong tăng giảm. Đấy, tốc độ trong đấy, ok. Vào tốc độ là nhấn P. P cộng với cái chân vịt này này. Chân vịt này biểu tượng P, chân vịt. Đấy, nhấn P một lần nữa. Chương trình số, là chương trình, là chương trình số 1. Và chương trình số 1 là 3000 tốc độ. Tăng giảm này. 3200, 4000, 2004, đấy, tốc độ đấy. Lên xuống. Rồi lưu là nhấn P một cách nữa là lưu. Ok, là chương trình số 1 là tốc độ. Nhấn lại cho mọi người xem này. P chân vịt này. P cái nữa này. Chương trình số 1 là tốc độ. Ok. Muốn chỉnh máy chạy ngược nha. Trường hợp chỉ cam bị cuốn là chỉnh cho máy chạy ngược để tháo chỉ cam nha. P cộng với cái vòng xoay này. Vòng xoay này. P, vòng xoay đấy. Nhấn P một cái nữa. Vào chương trình số 34. Đây, đấy có thể lên xuống này. Lên xuống. Đấy, lên xuống. Chương trình 34 nhá. Chương trình 34 là chương trình máy chạy ngược nhá. Nhấn tăng số 1 chuyển về số 0 này. Đấy, chuyển về số 0, nhấn P là lưu. Cái này là máy chạy ngược. Nhấn lại này, nhấn cho nó chạy xuôi là P này. Vòng xoay này. P một lần nữa này. Nhấn cho chạy xuôi là nhấn lên 1. Nhấn lên 1 là chạy xuôi. Ok, lưu là P là lưu, là nhấn P này. Ok. Bò này. Vào chương trình cài đặt là nhấn P cộng với cái mũi kim này đấy. P. P cộng với cái biểu tượng kim này. Nhấn liền một lúc. Đấy. Nhấn P một cái nữa. Nhấn lại, nhấn lại. Chương trình, nhấn lại chương trình số 1. Nhấn S. Rồi, sao rồi. Nhấn P một, đấy, nhấn P. Chương trình 00, nhấn lên chương trình 01 là tốc độ. Tốc độ 3002. Lên xuống này, 4002 này. Đấy, lên xuống. Tốc độ lưu là S. Ok. Nhấn lại cho mọi người, nhấn lại nha. Về.
Đấy, sau nhấn T một cái nữa. Nó ra 00. Nhấn lên 1 đi. 1 là tốc độ đây. Sau nhấn S ở đây. Tốc độ muốn điều chỉnh bao nhiêu thì điều chỉnh. Lưu S. Đấy. Chương trình số 2 là còn mấy cái chương trình số 2 này không cần biết. Mấy cái chương trình này nó không quan trọng. Mấy chương trình này không cần biết. Không quan trọng. Ok. Đây. Cái này bo này, bo này là bo quy sinh. Nhấn vào chương trình P này. Chương trình 43 là chương trình chạy ngược nhá. Tính máy chạy ngược nhá. Đấy, từ 1 chuyển về 0. Từ 1 chuyển về 0 là máy chạy ngược, nhấn end lưu. Đấy, ok. Bây giờ là máy chạy ngược rồi đấy. Chỉnh máy chạy xuôi này. Nhấn P. Vào chương trình 43. Nhấn lên 1. Lưu là máy chạy xuôi. 0 là chạy ngược, 1 là xuôi. Ok. Rồi vào chương trình số 1 là tốc độ. Đấy, tốc độ 750 là tốc độ hết cỡ. Điều chỉnh tốc độ này. Đấy, tốc độ là số 1, mình chỉ cần biết hai cái chính thôi. Chỉ cần biết tốc độ và chờ máy chạy ngược là biết được rồi. Rồi ok. Đây là máy Sunta nhé. Bo của máy Sunta nhé. Nhấn hai nút này và nút này. Nhấn liền một lúc để vào chương trình cài đặt. Đấy. Nhấn A01 tốc độ. À đâu? 01 là gì đây? 01. 02 là tốc độ nhé. 02 là tốc độ. Cái chỗ nó thấp xuống đào quá. Nhấn lưu là nhấn nút C là lưu nhé. Đấy. À, chương trình số 6 này, A6. A6 là từ tốc độ trong, khóa tốc độ trong. Đấy, khóa tốc độ trong là A6. Đây, có thể tăng giảm tốc độ tùy bao nhiêu này. Nhấn lưu này. Rồi. Ok. Và tiện nhấn lại này. Và chương trình B ở đâu? B. Và chương trình C nhé. C này. C này. Nhấn nút này là nó ra C này. Nhấn C này. Tốc độ trong. Tốc độ trong cao quá. Tốc độ trong. Cái này cũng tốc độ trong luôn. Cao quá. Lưu là ok. Rắc A5. Nhấn P vào chương trình. Số 1 là tốc độ nhé. 1 là tốc độ. Số 2. 4 là lại mũi đầu. Tốc độ và lại mũi đầu. 5 là tốc độ lại mũi sau. 6 là tốc độ khi viên may chốt. 9 là chậm mũi đầu đấy. Các
có cam được. Nhất B và nhất này, B và cái kéo này là vào chương trình ớt rồi. Rồi. Cái này là không hai bốn là chính vị trí thường kim đấy, không hai bốn là chính vị trí thường kim đây, nhấn vào nhấn P này. Nhấn T cộng với cái nút này trên vịt này là vào chương trình 024. Đấy, 024 là chỉnh trí dừng kim cao thấp nhé. Ví dụ mình muốn đưa kim lên cao, đưa kim lên thấp là mình chỉnh cái này này. Đấy, mình chỉnh vị trí dừng kim là phần 024. Mình chỉnh cái này, mình quay này. Mình nhấn ra 024 xong là mình điều chỉnh cái pulley cho cái này, cái điểm chấm này lên hay xuống là tùy mình này. Xong là mình nhấn P mình giữ rồi mình lưu. Nhấn P lưu là ok. Nhấn P lưu nó ra 000 là ok đấy. Và nhá, vào chương trình 162 nhé, là chương trình reset máy nhá, là nhấn P cộng với tận bật máy lên, nhấn P xong là bật máy lên là nó ra biểu tượng đấy, vừa nhấn P vừa bật máy nhá, tại vì mình quay nên là mình phải bật trước, nhấn P xong là bật máy lên nó ra cái này một này, chương trình 162. Sang đây này, nhấn sang lượt sang hai đấy, còn là nhấn 2121 là reset máy này, 2121 đấy, rồi giữ P này, nhấn giữ P là máy reset luôn, ok, nhấn P là vào chương trình, số một là tốc độ. Đèn 4 là tốc độ lại buổi đầu, 5 là tốc độ chốt, 6 là 5 là tốc độ lại buổi sau nhá, 5 là lại buổi sau, 6 là chốt này, mấy cái này không cần. Đấy, cái bò này đây, chỉnh tốc độ của bò này nhá, tháo cái nắp này ra chỉnh tốc độ nhá. Đấy, mình tháo xong cái nắp ra rồi, đây ở đây có cái này, đây có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 này. Đây là mọi người cứ muốn chỉnh được 4 là tốc độ cao này, 4 là cao nhất này, 1 là thấp nhất, 4 là cao nhất, muốn nhanh là cứ bật hết về lên trên là nó nhanh, bật cái này lên trên này, ví dụ một đây đang có nút 1 và nút 4 lên này, 1 với 4 là 5 đấy, mà muốn nhanh hơn nữa là 2 cộng 4 đi đấy. 2 cộng 4 là 6 là nhanh hơn 5. Mà muốn nhanh nữa là 3 cộng 4 là 7. 3 cộng 4 luôn. Muốn tốc độ cao lên là nút 3 với nút 4 đưa lên là 7 này. Là 7 là nhanh hơn 6. Mà muốn giảm xuống. Giảm xuống thì 4 với 1 là 5 thôi, để tốc độ chậm. Mà muốn giảm nữa này, là 2 cộng 3 này. Đấy. Mọi người cứ làm sao cho cái này cộng lại với nhau nó cao thì là tốc độ nó cao, mà
cộng lại với nhau nó thấp là tốc độ nó thấp. Giờ nút số 2 cộng với số 3 là số 5 là tốc độ rồi. Mà muốn cao nữa là đưa cái này lên tiếp à, nó nhanh hơn, tốc độ cao hơn. Mà không, tốc độ 4 cộng 2 là 6 đấy. Số 4 cộng với số 2 là sẽ nhanh, nhanh hơn số 3 cộng 4 cộng với 2 là bằng 6 là sẽ nhanh hơn 2 cộng với 3 là bằng 5. Đây thì 2 cộng với 3 đưa lên trên nhưng mà nó không nhanh bằng 4 cộng với 2. 4 cộng với... rồi, ok. Đây, vào máy này. Pro cộng với A là vào chương trình cài đặt. Đấy. Nhấn hai nút này là vào chương trình này. Rồi. Đây, nhấn chương trình số 1. Chỉnh số 2 là tốc độ nhé. Số 7 là tốc độ mũi, lại mũi đầu. Số 8 là tốc độ lại mũi sau. Số 9 vẫn không biết. Rồi rồi. Ok. 41 luôn à, 41 là bao nhiêu? Là tốc độ gì? 41 là không, là không cho cạch chỉ. Đúng không? À, tắt cái đánh chỉ này là 41. Máy này là không có gì, máy đồng biết gì cũng có gì. Rồi, lập trình này. Reset là nhấn, reset là nhấn 3 nút này này, xong là bật máy lên. Bật dùng ấy. Có là reset 1. Ờ, bật tắt. Đây, reset đây. Đây, cái máy là sáng mình gắn hơi thổi gắn chỗ nào vậy? Là sao? Có cái lại xén mình gắn không nổi, nhưng mà cống trên mình gắn cái chỗ được dây nào á, gắn cái chỗ cái dây mà đặt trên dập xuống cái gì. Ừ. À. Thêm đợi chút đợi em coi. Đây bật cái này, ôi không có người bật, bật rồi máy cái. Những cái này bật máy lên là reset này đấy. Rồi xong lại tắt máy tiếp, xong lại nhấn ba nút này tiếp, bật máy lên. Ở không ba nút này, ba nút này xong bật tiếp là ok này. Reset là phải nhấn hai lần, lúc đầu lần đầu là ba nút này, 1 2 3, xong lần sau nhấn ba nút này tiếp, 1 2 3, ok là tắt máy đi, bật lại là nhấn lên, tắt máy bật lại, giữ máy bật lại, tắt máy đi xong là giữ ba nút này xong bật lại, ok.